Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hôm nay con xin được thọ trì đọc tụng kệ trong phẩm thứ 12 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng Sức Oai Thần kiếp số hằng xa có tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ trời người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ báo tặng sẽ xa vào đường dữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già, lớn khôn nghĩ đến điều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chim lệ biệt chẳng đành, hâm một ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, giàu ra khu cũng ra mau, nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao, Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi cõi tự sanh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước nay chiêm lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách, giàu lập nguyện lớn chẳng nghĩ màng, đọc rồi quên rồi luôn sốc mắt. Người này nghiệp chướng đó là mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục ăn uống các ngoại cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cử ngũ tăng, rượu thịt tà dâm cùng dối luôn, trong 21 ngày chớ sát sanh, chim lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chim bao thấy rõ tôn dung hiện, tức rồi liền đặng trí không lanh, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nhìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thậm giúp người kia có hệ tài, chúng sanh nghèo khổ lại ấm đau, cửa nhà họ hạng người lì nhau, ngủ mê mộng mì không an giấc, cầu muôn hỏng hư chẳng được nào, dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác hãy tiêu ngay, nhận đến chim bao điều an cả, quỷ thần phù hộ của dư sài, muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giật đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió, mưa gió dữ nhiều nỗi gian nan cũng khôn lường, sắp sửa ra đi đối trước tượng, cung dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch từ ngang sương, Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuộc chẳng rồi, rộng thiên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ân muốn dân nghi phục, trăm nghìn báo đẹp thượng điều lành, nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tự khỏi, Quán Âm nên biết gắn tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nay con nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Om Ha Ha Ha, Bổn Sư Mô Ni So Ha.